Với phụ kiện hướng như các bạn thay pin Xiaomi Redmi 9T. Cái máy này Redmi 9T là dạng máy tháo khớp cho nên thay rất là dễ. Các bạn lưu ý nè, những cái máy tháo khớp á, mình sẽ tháo bắt đầu từ cái đít máy trước. Lúc đó bạn tách, bạn bỏ cái nạ vô, bạn tách rất là dễ. Đừng có tháo ở đầu hoặc là tháo ở hai bên hông, mà tháo cho đít máy gần ở chân sạc á. Bạn lấy từ đó sẽ tháo, sẽ dễ dàng hơn. Cái nạ các bạn mua về chắc chắn sẽ nạ không được đâu, thì ra mình phải mài thật là mỏng nha, thì mình sẽ đút cho vô được, chứ còn cái nạ mua về nó dày, cái đầu nó dày lắm, các bạn sẽ không làm được đâu. Giá máy mới á, mình cập nhật hồi tháng 7 năm 2023 đó, là giá máy mới bản 128GB á, khoảng 3,8 triệu. Thì nếu mà các bạn mua máy cũ á, thì các bạn có thể mua cái bản 128GB á, giá loanh quanh khoảng 1,8 triệu đến 2,2 triệu là đẹp. Cái này là giá máy người tiêu dùng sang tay với nhau thôi nha, chứ các bạn vô những cái chỗ cửa hàng điện thoại thì chắc chắn giá sẽ cao hơn, tại người ta phải bán người ta còn lời nữa. Cái mã Redmi 9T này á, nó xài cái mã pin là BN62, cái mã pin này dung lượng là tới 6.000 lần. Nếu mà đủ dung lượng 6.000 luôn á, là cục pin này giá khoảng dao động khoảng gần 400.000 á, không rẻ đâu. Nhưng mà nếu mà các bạn tiết kiệm xíu thì các bạn thể mua pin ngoài, ở ngoài cũng được, thì dung lượng nó khoảng từng 4.000 cho tới 4.500 thôi, thì giá nó khoảng từng 200-250 tùy pin. Thì nếu mà mình thấy tiết kiệm thì mình có thể mua này xài cũng được. Còn các bạn muốn mua hàng xài ngon á, thì có thể ghé shop mua ha. Tất nhiên là ở ngoài các bạn mua cục pin 200-250.000 thì bên ngoài cũng giống y chang cục pin zin các bạn nào, nó cũng ghi là 6.000 thôi, nhưng mà thực chất thì dung lượng không tới đâu, tại vì giá quá rẻ thì chất lượng thì nó cũng sẽ rẻ theo. Còn các bạn nào làm biến thay á, thì có thể mang cửa hàng tới thay, tiền công thay con này mình nghĩ là khoảng 50.000 thôi, tại cái máy này dễ thay mà, đâu có gì phức tạp đâu. Cảm ơn các bạn đã xem video.